Nhà cần dư cát hồi đó quậy nè, giờ trộn màu thử coi có ra cái gì không. Tự dưng từ lúc Di nói Di học thiết kế đồ họa là các bạn hỏi về máy tính để đi học rất là nhiều. Tranh thủ mùa này vô năm học mới, tiện chia sẻ luôn cho các bạn tham khảo nha. Với nhu cầu dùng để học tập, làm việc cơ bản hay là giải trí, đồ họa đa phương tiện, thì những chiếc laptop sử dụng CPU Intel Gen 12, chip thế hệ mới nhất nhà Intel cùng với cấu trúc thông minh vừa có nhân tiết kiệm điện mà vừa có nhân hiệu năng cao, tức là có thể đáp ứng rất tốt đa tác vụ nên chắc chắn tự tin sử dụng trong quá trình học tập. Qua tìm hiểu, Di phát hiện ở Thế Giới Di Động đang có chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm sử dụng CPU Intel, giảm sâu đến 50%, lại còn trả góp 0% lãi suất. Không trả trước, chỉ cần góp một ly trà sữa mỗi ngày là có laptop rồi. Và chỉ riêng ở Thế Giới Di Động, khi mua các bạn còn được tặng chuột và ba lô, quá đủ để đến trường luôn á. Chưa hết nha trời, cái thông tin này mới khủng nè. Bạn nào là tân sinh viên sẽ được giảm tiền theo số điểm thi, điểm càng cao mua hàng càng rẻ. Còn với học sinh sinh viên bình thường thì vẫn được giảm tới một củ luôn. Ủa là sao, ưu đãi gì mà hời dữ vậy? Laptop có CPU Intel thì nhiều kế không xóa, tàn tàn ở nhà vừa tham khảo vừa vẽ tranh cát, lạng xíu là xong bức tranh rồi. Nhận ra là cái đường lượng sóng gì làm hơi nhấp nhô quá. Và cuối cùng chúc các bạn tìm được con máy thiệt là ưng ý.